những nhận thức mới, tư duy mới về an ninh quốc gia trong nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Về an ninh quốc gia một cách đậm
biết hơn và toàn diện hơn. Vậy vấn đề an ninh quốc gia được đảng ta quyết định một cách toàn diện hơn cụ thể như thế nào? Sau đây chúng ta sẽ cùng đi sâu phân tích làm rõ ba điểm mới nổi bật trong nội dung của phần thứ nhất, đó là về phạm vi vấn đề an ninh quốc gia, về vấn đề an ninh con người và về xây dựng lực lượng công an nhân dân. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về điểm mới phạm vi vấn đề an ninh quốc gia. Đại hội 13 của Đảng ta đã xác định phạm vi vấn đề an ninh quốc gia một cách toàn diện hơn, rộng hơn, sâu hơn. Đó là an ninh quốc gia không chỉ có các vấn đề an ninh chính trị, quân sự truyền thống mà còn bao quát cả những vấn đề an ninh phi truyền thống. Cụ thể chúng ta có thể hiểu an ninh truyền thống là sự ổn định, phát triển bền vững của chế độ xã hội chủ nghĩa và độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, mà cốt lõi là an ninh chính trị, an ninh quân sự lấy nhà nước làm trung tâm của an ninh. Mặt khác, an ninh phi truyền thống hay an ninh hoạt động là một loại hình an ninh mới với những yếu tố phi chính trị, phi quân sự gây ra nhưng nó ảnh hưởng trực tiếp tới sự ổn định, phát triển của quốc gia, khu vực và cả thế giới. Như chúng ta có thể thấy, một điển hình cụ thể nổi lên trong thời gian qua đó là đại dịch Covid-19. Nó mang đầy đủ đặc trưng của vấn đề an ninh phi truyền thống. Điều đó thể hiện rõ với những đặc điểm như sau. Với tốc độ lây lan theo cấp số nhân, đại dịch Covid-19 đã gây ra một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng trên mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội. Từ đó, nó kéo thêm nhiều vấn đề tiêu cực, tội phạm, tệ nạn xã hội diễn biến ngày càng phức tạp. Đáng chú ý là các thế lực thù địch luôn triệt để lợi dụng tình hình dịch bệnh để tuyên truyền, xuyên tạc, phát tán mạnh mẽ virus tin giả để chống phá đảng, nhà nước. Và xin báo cáo với các đồng chí, từ đầu năm 2020 đến tháng 6 năm 2021, Công an tỉnh Hậu Giang đã phát hiện xử lý tổng cộng 38 trường hợp sử dụng Facebook để đăng tải bình luận thông tin sai sự thật bị đặt về tình hình dịch bệnh. Trong đó, đại gọi hội gian đe 31 đối tượng, khởi tố 2 đối tượng và xử phạt vi phạm hành chính 5 trường hợp với số tiền 30 triệu đồng. Bên cạnh đó, với phương châm chống dịch như chống giặc, coi tính mạng, sức khỏe, con người là trên hết. Mặc dù tiềm lực y tế còn hạn chế, nhưng Việt Nam đã đạt được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận. Nhất là đã có phần hoàn thành tốt mục tiêu kép vừa kiểm soát dịch bệnh, vừa giữ vững ổn định an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Để có được những thành công trên, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã nhấn mạnh, đó là nhờ vào tinh thần tiền hô hậu ủng, nhắc hô báo ứng, trên dưới đồng lòng, dòng khen thông suốt. Hay nói cách khác, đó chính là nhờ vào sự lãnh chỉ đạo quyết liệt, đúng đắn, kịp thời của đảng, nhà nước, các ủy chính quyền địa phương và sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là lực lượng công an nhân dân đã phát huy công vai trò là một trong ba lực lượng tuyến đầu chống dịch. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đến với điểm mới thứ hai là về vấn đề an ninh con người. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định trong bản tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 2 tháng 9 năm 1945, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền buôn tàu hạnh phúc. Từ đó, những quan điểm, tư tưởng, cốt lõi lấy con người làm trung tâm, vì con người và do con người luôn được thể hiện trong các cương lĩnh, đường lối xây dựng đất nước của đảng ta qua các thời kỳ và được thể chế hóa trong hiến pháp, pháp luật, chính sách của nhà nước. Thực tế cho thấy, hiện nay những mối đe dọa đối với con người như thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường không còn là tính chất riêng lẻ đối với một quốc gia, dân tộc nhất định, mà nó đã trở thành vấn đề phổ biến của toàn cầu. Do đó, an ninh con người cũng trở thành tâm điểm của sự hợp tác quốc tế và là nền tảng bộ phận cấu thành quan trọng của an ninh quốc gia. Xuất phát từ những cơ sở trên, Đại hội 13 của Đảng ta đã thể hiện những nhận thức mới, tư duy mới so với Đại hội 12, đó là lần đầu tiên quyết định an ninh con người, bảo vệ an ninh con người, đặt nhân tố con người, an ninh con người là trung tâm của mọi hoạt động, xem nó vừa làm vừa là động lực đảm bảo sự
ổn định chính trị và phát triển đất nước trường tồn thịnh vượng. Tuy nhiên, khi nghiên cứu về vấn đề này, chúng ta cũng cần phải nhận thức rõ mối quan hệ giữa an ninh con người và an ninh quốc gia. Bởi thời gian gần đây, các thế lực thù địch thường đưa ra những quan điểm ngược ra, đó là an ninh con người cao hơn an ninh quốc gia, nhân quyền cao hơn chủ quyền, lợi ích cá nhân cao hơn lợi ích cộng đồng quốc gia. Luận điểm này không được chúng sử dụng như một cơ sở để thực hiện chủ nghĩa quan điểm mới, mà đây cũng chính là hành vi lợi dụng vấn đề an ninh con người để xâm hại an ninh quốc gia. Do đó, chúng ta cần phải nhận thức rõ an ninh con người chính là nhân tố điều kiện quan trọng để đảm bảo ổn định an ninh quốc gia. Hay nói cách khác, có an ninh quốc gia thì mới có an ninh con người, không thể có an ninh con người cao hơn an ninh quốc gia. Xin báo cáo với các đồng chí, trong thời gian qua, nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của vấn đề đảm bảo an ninh con người, cũng như thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Công an của ta là công an nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ và dựa vào nhân dân mà làm việc. Do đó, lực lượng công an nhân dân đã luôn gương mẫu, sung kích, đi đầu, đặc biệt là trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, đã xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ chiến sĩ công an tiêu biểu, sẵn sàng để phải hạnh phúc cá nhân, gia đình để cùng đồng đội vượt nắng thắng mưa, kiên trì bám trụ tại các chốt trực, khu cách ly, khu phong tỏa, hay thậm chí là hy sinh sức khỏe, tính mạng khi tổ quốc và nhân dân cần. Sự hiến quên mình đó, tất cả là vì giữ trọn lời thề với Đảng, với nhà nước, với nhân dân, vì mệnh lệnh không lời, mệnh lệnh từ trái tim. Và trong cuộc chiến đó, lực lượng công an nhân dân còn ghi lại nhiều dấu ấn tốt đẹp, sâu đậm trong lòng người dân, thông qua nhiều câu chuyện nhân văn, nghĩa tình, cao đẹp. Đó chính là cảm xúc vỡ hòa khi chúng ta được chứng kiến khoảnh khắc vượt cạn thành công, một hoàng sinh chào đời trên tay người chiến sĩ trẻ, nhưng thắp sáng lên niềm hy vọng mới cho mọi người khi phải đối mặt với những ranh giới và các khao khát được sự sống trong đại dịch. Hay như hình ảnh những người chiến sĩ công an nhân dân dằn mình trong mưa bão để tận tình giúp đỡ, hỗ trợ người dân vượt qua dòng nước lũ để trở về quê an toàn từ vùng dịch. Sâu đậm trong đó, tất cả là vì sự an ninh, an toàn của người dân, vì tình đồng chí, nghĩa đồng bào, cao cả, thiêng liêng. Có thể khẳng định rằng những tấm gương sáng trong lực lượng công an nhân dân sẽ ngày càng được nhân lên, lan tỏa mạnh mẽ và tô thắm rạng rỡ hơn cho bức tranh lớn về hình ảnh người cán bộ chiến sĩ công an với phẩm chất, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Vâng, và đây chính là một trong những nét nhất nổi bật trong nội dung của phòng thứ ba, đó là về xây dựng lực lượng công an nhân dân. Kính thưa các đồng chí, Đại hội 13 của Đảng ta đã xác định xây dựng quân đội nhân dân, công an nhân dân, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, tạo tiền đề vững chắc phấn đấu đến năm 2030 xây dựng quân đội nhân dân, công an nhân dân, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Như vậy, so với Đại hội 12, Đại hội 13 của Đảng ta đã xác định chuyển từ trạng thái từng bước hiện đại sang một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Và như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã nhấn mạnh trong nhiệm vụ xây dựng lực lượng công an nhân dân trong tình hình mới, đó là phải xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đặc biệt xây dựng con người, quân phải tinh, tướng phải mạnh, vượt mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với truyền thống vẻ vang anh hùng của công an nhân dân anh hùng thời đại Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, Đại hội 13 cũng đã xác định tăng cường phát triển nền công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh hiện đại, ứng dụng, vừa góp phần quan trọng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc, vừa đáp ứng phần quan trọng phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, Đảng ta đã nhấn mạnh yếu tố hiện đại và xây dựng nền công nghiệp an ninh hiện đại, ứng dụng. Xin báo cáo với các đồng chí, trong năm qua với tinh thần khẩn trương cấp bách, Bộ Công an đã tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, xây dựng thành công và đưa vào triển khai vận hành đồng bộ hiệu quả hai dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất cấp quản lý căn cước công dân. Để có thể minh bạch, minh chứng một cách đầy đủ hơn, sinh động hơn cho đến hiện
quan trọng là bước tiến mới trong tiến trình xây dựng chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số và tạo nền tảng hình thành công dân số trên không gian mạng. Đặc biệt với việc ứng dụng nền công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới, các căn cước công dân gắn chip điện tử của Việt Nam ra đời không những giúp thúc đẩy mạnh mẽ việc chuyển đổi phương thức quản lý con người từ thủ công sang hiện đại, mà còn góp phần đảm bảo đầy đủ, chặt chẽ các yếu tố an ninh, an toàn và đáp ứng khả năng bảo mật thông tin cho người dân một cách tối đa. Bên cạnh đó, như Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh, dữ liệu là tài nguyên, nhưng khác với dữ liệu truyền thống, tài nguyên dữ liệu càng được khai thác, sử dụng nhiều thì không bị mất đi, mà ngược lại càng tạo ra giá trị gia tăng. Với ý nghĩa quan trọng đó đã tạo nên tính ứng dụng của hai dự án này. Và hiện nay, Bộ Công an đang tiếp tục ứng dụng, triển khai các tiện ích trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử để phục vụ hiệu quả toàn diện trên mọi lĩnh vực, nhất là trở thành trung tâm liên kết thống nhất toàn bộ dữ liệu quốc gia và là công cụ hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm. Đặc biệt trong tình hình chống dịch cấp bách như hiện nay, thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử cũng đã tích hợp nhiều tiện ích quan trọng như tích hợp thông tin thẻ xanh, tiêm chủng, giấy đi đường, thông tin xét nghiệm, thông tin về hưởng chế độ chính sách theo nghị quyết số 68 của chính phủ. Và có thể khẳng định rằng đây chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đột phá của lực lượng công an nhân dân, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia trong thời kỳ hội nhập quốc tế như hiện nay. Trong thời gian tới, tình hình thế giới khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn đang mối đe dọa về an ninh truyền thống, phi truyền thống, nhất là thiên tai, dịch bệnh diễn biến ngày càng nguy hiểm, phức tạp. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 phát triển mạnh mẽ, tác động sâu rộng đến mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội. Bên cạnh đó, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách để thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn, lật đổ nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phi chính trị hóa lực lượng vũ trang, chống phá tận gốc nền tảng tư tưởng chính trị của Đảng ta. Và đặc biệt như hiện nay, chúng đang tập trung chỉ mũi nhọn tấn công vào các chủ trương đường lối, nhất là đã quyết thực hiện các chiến dịch thông tin để tuyên truyền xuyên tạc chống phá Đại hội 13 của Đảng. Vì vậy, với để có thể hoàn thành trọng trách sứ mệnh là thanh bảo kiếm, là lá chắn thép xung kích bảo vệ Đảng, nhà nước, bảo vệ nhân dân, lực lượng công an nhân dân nói chung và công an thành phố Vĩnh Long nói riêng, luôn xác định việc quán triệt vận dụng triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết Đại hội 13 là một việc làm thường xuyên cấp bách và có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đồng thời, mỗi cán bộ chiến sĩ luôn thấm nhuần sâu sắc 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân với chân lý vì nước quên thân, vì dân phục vụ, danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất. Quyết tâm phấn đấu xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, thể hiện ý chí, khát vọng và niềm tin cao đẹp về xây dựng một xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh. Mỗi người dân đều được một cuộc sống ấm no, hạnh phúc, góp phần xây dựng đất nước hùng cường, phát triển và phồn vinh. Vâng, kính thưa các đồng chí, hành trình đại nhận luôn bắt đầu từ một phút chân. Với niềm vinh dự và tự hào khi được đứng trong hàng ngũ lực lượng công an nhân dân có truyền thống 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, bản thân tôi luôn nhận thức sâu sắc được vai trò trách nhiệm của người cán bộ chiến sĩ công an. Thời gian qua đã luôn thể hiện tinh thần xung kích, gương mẫu trong thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, nhất là trực tiếp vào chiến dịch cấp căn cước công dân và tích cực hưởng ứng phong trào thi đua trong toàn lực lượng với phương châm kiên định bản lĩnh người chiến sĩ công an nhân dân, triệu trái tim một ý chí quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19. Trong thời gian tới, để có thể hoàn thành trọng trách, sứ mệnh, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của Đảng, nhà nước, nhân dân đối với lực lượng công an, bản thân tôi sẽ ngày càng phấn đấu, tiếp tục nỗ lực nghiên cứu, học tập để trao dồi, nắm bắt,
nắm vững về chính trị, am hiểu pháp luật, tinh thông nghiệp vụ để có thể đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới. Đồng thời, tôi sẽ luôn thể hiện tốt vai trò là một báo cáo viên, tuyên truyền viên tích cực để có thể lan tỏa, truyền lửa và tạo động lực cho tất cả cán bộ chiến sĩ, đảng viên, quần chúng nhân dân quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13. Bên cạnh đó, luôn chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, kịp thời định hướng dư luận để góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Bên cạnh đó, tôi cũng sẽ đặc biệt quan tâm công tác dân vận, tiếp tục quan tâm chăm lo bồi dưỡng, quan tâm chăm lo cho cuộc sống của người dân, trọng dân, gần dân, lúc dân cần, lúc dân khó, có công an, góp phần xây dựng vững chắc thế trận lòng dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân. Thưa các đồng chí, trong phạm vi và thời lượng cho phép, tôi đã vừa trình bày một số điểm nổi bật trong nội dung của phần thứ nhất của chuyên đề những nhận thức mới, tư duy mới về an ninh quốc gia trong nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Vậy chúng ta còn rút ra điều gì sau khi nghiên cứu chuyên đề này? Sau đây chúng ta sẽ cùng điểm lại vài cái khái lược trong chuyên đề với bốn từ khóa, đó là an ninh, toàn cầu, con người và hiện đại. Để giúp cho các đồng chí có thể dễ dàng nghe nhớ hơn thì tôi cũng xin được các ngắn gọn và những câu thơ như sau: an ninh tổ quốc Việt Nam, toàn cầu hội nhập tạo đà tiến xa, con người nền tảng của quốc gia, hiện đại phát triển tự hào vươn cao. Kính thưa các đồng chí, phần trình bày của tôi đến đây là kết thúc. Thông qua chuyên đề này, tôi mong muốn có thể tiếp tục củng cố hoàn thiện về nhận thức, giúp cho các đồng chí thấu suốt về tư tưởng để có thể đề ra các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, sát hợp, góp phần sớm đưa nghị quyết 13 đi vào thực tiễn cuộc sống. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của các đồng chí. Chúc các đồng chí thật nhiều sức khỏe, chúc hội thi thành công tốt đẹp. Xin trân trọng kính chào. Xin chúc mừng thí sinh Thiền Anh được hoàn thành xong phần trình bày của mình. Để sau đây mời ban giám khảo đặt câu hỏi cho thí sinh. Xin cảm ơn bạn cái chương trình của thí sinh. Ra đây thí sinh lắng nghe câu hỏi. Khái niệm an ninh con người lần đầu tiên được đưa vào nghị quyết Đại hội Đảng thể hiện quan điểm tư duy mới trong đảm bảo an ninh quốc gia mà trọng tâm là vấn đề an ninh con người. Vậy theo thí sinh, an ninh con người là gì? Lần đầu tiên cho tôi phép xin được cảm ơn câu hỏi của ban giám khảo. Sau đây tôi xin được trả lời câu hỏi của mình. Kính thưa các đồng chí, trên thế giới hiện nay có rất nhiều quan niệm về an ninh con người, và trong đó quan niệm về an ninh con người được đề cập trong báo cáo phát triển con người năm 1994 của Liên Hợp Quốc, được coi là định nghĩa được chấp nhận nhiều nhất và chính thức nhất. Vậy thì trong đó, theo đó thì vấn đề an ninh con người được xác định bao gồm hai khía cạnh chính. Đầu tiên đó chính là an ninh, sự an ninh, an toàn trong các mối đe dọa kinh niên như là thiên tai, dịch bệnh, hạn đói, sự đàn áp. Thứ hai đó chính là sự bảo vệ, chống lại sự phá vỡ đột ngột trong các mô hình về các mô hình cuộc sống hàng ngày, như là kể cả trong công việc, trong cuộc sống và trong gia đình. Theo đó thì vấn đề an ninh con người cũng được xác định bao gồm 7 nhân tố cấu thành quan trọng. Đó chính là an ninh kinh tế, an ninh lương thực, an ninh môi trường, an ninh cá nhân, an ninh cộng đồng và an ninh chính trị. Và xuất phát từ cơ sở trên thì chúng ta có thể khái quát về vấn đề an ninh con người. Đó chính là an ninh con người là trạng thái người dân được đảm bảo cuộc sống ổn định, an toàn, không bị đe dọa bởi các nguy cơ xâm hại. Và đảm bảo an ninh con người chính là đảm bảo và thực thi đầy đủ các quyền tự do, các quyền con người, quyền cơ bản của công dân theo hiến pháp, pháp luật, và bảo đảm cho người dân có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc trong một xã hội trật tự kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh. Vâng, tôi trình bày tôi đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các đồng chí.
xin chúc mừng thí sinh.